Xin kính chào quý vị và các bạn, và bên cạnh tôi lúc này là cha Doan Lê Quang Việt, là cha là linh hoạt viên Cộng đoàn Việt Nam trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần này. Dạ, thưa cha có thể giới thiệu một chút về cha được không ạ? Vâng, xin kính chào ban truyền thông của Vatican News, chào quý thính giả, khán giả của Vatican News. Tôi là Linh Mục Doan Lê Quang Việt, thư ký của Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên là Đức cha Chủ tịch, ngài chịu trách nhiệm điều hành tất cả các sinh hoạt của giới trẻ dưới sự trách nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thì tôi là cái người thư ký là phụ giúp cho ngài. Thì để làm việc trong cái chương trình của Đại hội Giới Trẻ Lisbon, thì tôi làm việc với tư cách là trong cái đội Animation Team của Thánh Bộ Giáo dân Gia đình và Sự Sống, khi mà chia về cho các đơn vị. Thì ngoài các giám mục là những vị giảng thuyết chính trong các buổi giáo lý, thì cần phải có cái Animation Team. Thì tôi là một trong Animation Team. Dạ, thưa cha có thể cho quý khán giả ở đây được biết là cảm nhận của cha tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần này tại Lisbon, và như là một người đã từng tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần trước tại Panama năm 2019, thì cha có thể thấy được những cái sự khác biệt gì, điều đặc biệt gì ở Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần này không ạ? Thì cái cảm nhận là bên ngoài dễ thấy nhất và dễ có nhất là một cái không khí ở châu Âu nó cũng sẽ khác với không khí ở Panama. Cái không khí châu Âu thì người Việt mình sinh sống ở các cái vùng đất châu Âu nó cũng nhiều hơn, và cái chuyện đi lại ở trên cái vùng đất châu Âu nó cũng dễ dàng hơn, thành tự ra cái cảm nhận là nó sẽ gần gũi hơn. Cái đường bay nó cũng thân thuộc hơn là cái đường bay sang Panama, nó phải đi vòng qua Mỹ và nó có nhiều những cái khó khăn khác. Thì cái cảm nhận đầu tiên là như vậy. Cái thứ hai nữa là khi tới đây thì ở cái mức độ tiếp đón của các homestay, các gia đình, các nhà host á, thì nó cũng có một cái bầu khí khác, mỗi nơi nó có một cái sự thân thiện khác, một cái lòng mến khách khác theo cái văn hóa của họ. Thế thì có lẽ chăng mình với những người ở khu vực châu Âu nó cũng có cái văn hóa nào đó được tiếp xúc gần gũi hơn, thì tôi cảm thấy như là nó cũng sẽ nhẹ nhàng và dễ bắt kịp hơn. Rồi các bạn trẻ có vẻ cũng thích nghi được với cái không khí của đại hội một cách nhanh hơn. Và thưa cha, đoàn Việt Nam thì ngoài những cái sinh hoạt chung cùng với Đức Thánh Cha và các bạn trẻ khác, thì đoàn của mình còn có những sinh hoạt nào khác trong những cái ngày tham dự Đại hội Thế Giới, Giới Trẻ Thế Giới lần này không ạ? Kỳ này nó có một vài cái đặc biệt. Thứ nhất là các nhóm đi không nhất thiết phải đăng ký qua một cái văn phòng chung. Thí dụ hồi xưa đây là đại quan hải đăng ký qua cái văn phòng của Ủy ban Vụ Giới Trẻ, nhưng bây giờ thì không nhất thiết là như vậy. Cụ thể giống như là dòng tên thì cha Chỉnh sẽ dẫn một nhóm để tham gia cái chương trình Magis, hoặc là một nhóm các cha ở Nha Trang, một nhóm các bạn trẻ của Cộng đoàn Emmanuel và nữ từ Bắc Ái, Vinh Sơn, Phan Sinh, nhiều lắm. Thì tùy theo cái lộ trình của mỗi người, tùy theo cái thực tế về tài chính nữa, thì có thể có những lựa chọn option khác nhau. Thì riêng những người trẻ đi trong cái sinh hoạt chung của ủy ban, thì các bạn sẽ có một cái sinh hoạt một cách đặc biệt với nhiều các bạn trẻ ở các nơi trên thế giới tụ về Luxembourg trước khi về tới Lisbon. Thì trong những ngày sinh hoạt ở Luxembourg thì các bạn trẻ đã liên kết với nhiều những người trẻ khác ở châu Âu cũng như ở châu Mỹ, ở châu Á, để cùng gặp nhau và sinh hoạt, chia sẻ một cái hành trình từ việc tham quan tìm hiểu đời sống giáo hội ở các giáo xứ của Luxembourg dưới sự chỉ đạo trực tiếp và hướng dẫn trực tiếp luôn của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Holedic. Ngài đồng hành với các bạn và Ngài chia sẻ dạy giáo lý, giảng dân lễ, rồi tham gia với tất cả những người trẻ, thì trong đó có người trẻ Việt Nam, thì rất là ấm cúng, dễ thương, chân tình. Rồi trong cái hành trình từ Luxembourg đi tới Luộc, rồi
các bạn trẻ cũng cảm nhận được một cái bầu không khí hành hương, một cái nơi mà Đức Mẹ tạo rất là nhiều những cái cơ hội cho con người có thể gần Chúa hơn. Thì cái hành trình đó tiếp theo, khi đoàn được Đức Hồng Y đưa tới Loyola, là một cái quê hương tổ của Thánh Y Nhã, và nhiều người trẻ ở trong cái hành trình đi họ đã từng tham gia những cái ngày linh thao, họ từng tham gia để làm quen cái bài học phân định trong cuộc sống. Thì giờ đúng này đây họ được sống lại những cái kinh nghiệm đó một cách rất là thực tế ở nơi quê hương của Thánh Y Nhã. Rồi tiếp tục một cái hành trình đi tới Fatima, một cái vùng đất rất linh thiêng và rất là nhiều người mong ước. Và chúng tôi cũng được dâng lễ ở đó, và các bạn trẻ họ cảm thấy rất là thích thú. Trước khi tới Lisbon để chia nhau ra, để người thì ở homestay, người thì ở những cái hô của các trường học. Thì nhưng mà được cái là đoàn Việt Nam có thể vì cũng số lượng không đông và có những cái liên hệ xa, thì chúng tôi cũng có được sự bố trí các homestay cũng như là các khu vực chỗ ở nó ở xung quanh thành phố, ở ngay những cái nơi diễn ra sự kiện chính. Thì đó cũng là một trong những cái điểm ưu ái đặc biệt cho các bạn trẻ đi chung với nhau lần này. Chắc có thể nói thêm một chút về cái sự đón tiếp của nước chủ nhà, cũng như là trong những dịp tiếp theo của những đại hội giới trẻ của các giáo phận, thì mình có thể học hỏi được điều gì từ đại hội Lisbon lần này không ạ? Thì homestay là một trong những cái có thể gọi là rất là đặc biệt mà giáo hội của chúng ta từ khi tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, chúng ta đã làm nên được cái điều đó. Trước tiên là giúp cho các gia đình tại địa phương mở cửa đón khách hành hương. Rồi khi tới, họ có thể giao tiếp với nhau về một cái văn hóa, về một cái nếp sống, một cái gì đó rất là khác biệt. Nhưng nó sẽ giúp cho người ta hiểu nhau và mở ra rất là nhiều điều. Thế thì một trong những cái mà người trẻ họ có thể họ thích thú, bởi vì họ tới họ cảm thấy như là nhà của mình. Đó, giống như có nhiều người gọi bà ở trong nhà của mình là bà ngoại, bởi vì mỗi một lần đi ra ngoài nhà để tới các cái chương trình, bà ngoại lo cho từng miếng ăn, rồi trái cây, rồi kẹo bánh. Nó không khác gì cái bầu khí của người mẹ thân thương, của người bà yêu dấu ở làng quê Việt Nam. Đó, những cái tính chất động tình như vậy thì tôi tin tưởng rằng nó đem lại cho mọi người, và đặc biệt là những người trẻ, họ nhận ra được cái tình yêu và cái sức sống trong giáo hội, một cái ngôi nhà chung, như là một cái điểm nhấn mà Đại hội Giới Trẻ năm nay đang mời gọi người trẻ tập trung tới. Chúng ta nhận ra mình có một ngôi nhà chung, phải chung tay để bảo vệ cái ngôi nhà chung đó, từ cái môi trường sinh thái tới cái việc liên kết để tạo nên những tình bạn, nhất là để nhận ra được lòng thương xót của Chúa luôn luôn tuôn đổ qua cái cách sống, qua cái lòng hiếu khách của những người khác đối với mình. Cảm ơn cha về những dấn thân của cha trong cánh đồng sứ mạng với người trẻ. Cầu chúc cha những ngày trong đại hội lần này gặt nhiều hoa trái và có những kinh nghiệm để tiếp tục đồng hành với những người trẻ của chúng con. Cảm ơn cha một lần nữa. Cảm ơn ban truyền thông của Vatican News. Cảm ơn quý khán thính giả. Xin Chúa chúc lành tất cả.